Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh action trên guitar điện. Action chính là cái khoảng cách từ cái dây cho đến cái phím ở ngăn thứ 12 là bao nhiêu mili. Đó. Thì nó không có một con số cụ thể mà nó sẽ có một cái khoảng. Thì đối với guitar điện nó sẽ là từ 1,5 đến 2 mili cho ngăn 12 ở dây 6. Và từ 1 cho đến 1,5 mili cho dây 1 ở ngăn 12. Thì để chính xác hơn thì các bạn lên trên Lazada hoặc Shopee này, các bạn kiếm cái thước như thế này. Đó. Thì ở đây nó cũng ghi cho từng loại này, ví dụ như là electric là bao nhiêu, 1,5 đến 2 mm ở dây 6 ngăn 12 nè. Rồi dây 1 là bao nhiêu, rồi acoustic là bao nhiêu. Đó, bass là bao nhiêu, có hết. Thì ví dụ như cái đàn này mình đã canh là 1,5 mili dây 6 cho ngăn 12 và dây 1 là 1. Rồi để chỉnh á, thì chúng ta chuẩn bị một cái lục giác ở đây, nó vừa với lại cái con ốc ở ngựa ở đây đó. Như mình thì mình có cái đồ nó chuyên dụng hơn này. Cái này thì mình sử dụng cũng khá lâu rồi đó, mình vặn thôi. Để dây thấp thì các bạn nới con ốc ra, vặn con ốc ra, vặn ra như thế này, ok. Còn để cho dây cao lên thì các bạn vặn con ốc vô. Nó đơn giản như vậy, nhưng mà có một cái chú ý, các bạn chú ý nè, cái mặt fingerboard, cái mặt phím á, nó không phải là thẳng, nó không phải là một mặt phẳng mà nó là một cánh cung, nó cong cong như thế này. Thì từ cái cánh cung này mình vẽ được một cái đường tròn tiếp giáp trong. Có bán kính là bao nhiêu thì cái bán kính đó người ta gọi là radius, giống như là tính diện tích hình tròn là pi r bình phương, thì r đó là cái bán kính đó. Thì cái bán kính càng lớn thì cái fingerboard, cái mặt phẳng, cái mặt phím này nó càng phẳng, còn bán kính càng nhỏ thì cái mặt phím này nó càng tròn. Rồi thì để chính xác á, thì mình có cái bộ đo radius này, các bạn cũng có thể đặt mua trên Lazada hoặc là Shopee. Ví dụ như radius lớn thì nó có số là 17, nhỏ hơn là 12, vân vân. Thì đối với Fender Strat, ví dụ như là Strat thì sẽ là 9.5 đến 10 chẳng hạn, 9.5 là chính xác. Thì các bạn đưa cái này vào và các bạn chỉnh nè, chú ý nè. Chúng ta chỉnh làm sao cho các cái dây nó đều phải tiếp giáp với cái đo radius này nè thì nó mới đúng nha. Đó. Và chúng ta đo vặn á thì không phải là lúc nào cũng vặn hết, mà không phải lúc nào nó cũng bằng nhau, mà là sẽ là bên thấp bên cao. Ví dụ như dây 6 sẽ là bên trên này, nó sẽ thấp hơn bên dưới. Tương tự như vậy, dây 5 sẽ là bên trên thấp hơn bên dưới. Cho đến dây số 1, số 2, số 3 thì ngược lại nha, là bên dưới sẽ thấp hơn bên trên. Đó. Bên dưới vặn vừa thôi, còn bên trên là vặn vào nhiều hơn. Làm sao cho các cái dây đó, các cái dây nó song song với lại cái mặt radius. Tại vì như cái Fender này, cái radius của nó là 9.5, các bạn thấy không? Thì các cái dây mà chúng ta chỉnh action nó cũng phải song song với cái mặt phím này này, chứ không phải là nó phẳng hết. Nó phẳng hết thì khi chúng ta đánh rất là khó, và dây khi mà phím vào nó quạt không có đều. Các bạn chú ý nha. Những cái thiết bị này các bạn có thể đặt trên Lazada được hết.